Hello mọi người. Vâng, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là solo squad. Đấy, anh em thì anh em chơi chế độ gì chứ mình thì mình chỉ thích cái này thôi. Tại vì chơi đua với lại chơi solo một mình thì nó không không có hay. Chơi cái này nó khó hơn. Vâng, cái độ khó của game thì luôn luôn là hấp dẫn người chơi ấy. Chúng ta sẽ nhảy xuống cái chỗ này đi. Mình tính bay qua bên kia nhưng không thể bay qua được. Mình phải xuống đây để lúc đồ sơ sơ. Mấy cái chỗ này thì thường thường là ít người qua lại lắm. Còn lâu lâu thì có một team hay nhảy xuống thì rất là khó cân. Nhưng không sao. Các bạn cơ bản là nhảy xuống là có súng ngay là dã được. À mũ này. Vâng, đạn sniper luôn. Chất. Cho đạn không cho súng. Ám phái. Rồi nhặt được viên gậy. Đập cửa đi cho nó chất anh em ạ. Toàn rác này. Đấy. Từ khi mà mình nhặt được cái chảo hay là gạch ý thì mình toàn đập cửa đi thôi. Đấy, như thế cho nó nhanh gọn. Đạn sniper này. Mở cửa ra nó lâu lắm. Đập ý, nó nhanh cực. Vâng, bình xăng này. Ok. Rồi qua chảo đi. Chảo cho nó huyền thoại. Gạch thì nó bình thường quá rồi. Giáp này. Vâng, không có gì hết. Toàn súng linh tinh. Ôi, full ba lô. Mình không có ba lô. Chắc phải đi kiếm thôi. Không thể nhặt được. Cái chỗ này thì khá là hẻo lánh và hoang vu. Nên mình nghĩ lút nhanh để đi kiếm xe rồi đi lút thính. Đấy, lút thính thì sẽ có bắn nhau. Bình thường là như thế. Thông sơ này. Toàn ra. Rồi, gì đây? Úi thôi. Sao không có gì ngon nhỉ? Toàn nhặt được đồ linh tinh nhỉ? Gì đây? A12 vãi nồi. À, MK5 này. Cũng được, nhưng mình không thích súng SMG. Để lút thêm vài nhà nữa rồi mình sẽ đi nhá. Vâng, không dài dòng trong mấy cái khu nhà này. Nó rất mất thời gian. Đấy, rất là mất thời gian của mình. Mình rất ghét cái việc mà đi lút đồ ấy, tại vì nó rất là lâu. Mình muốn cam các kiểu rồi đi dã nhau thôi. À, mũ 2 này. Hay. Cút cút ra cho bố mày thể hiện. Đâu rồi? Rồi, không có gì ngon. Cháo gì. Thế thôi. Có tiếng trực thăng. Trực thăng thì anh phi công này chia là đi thả thính người ta. Mà không biết là anh ấy bay đi đâu rồi. Nghe tiếng rất gần. Cách để đây rồi, trước mặt luôn. Cách để check được vị trí của thính thì nó cũng rất dễ dàng, tại vì nó thả trong vo. Mà cái luồng khói nó bay rất là cao. Các bạn chỉ cần đứng ở chỗ cao nhìn xuống là sẽ biết được. Đó, cái thính nó cục thính nó rơi chỗ nào liền. Thính ở đây rất là gần. Mình sẽ lấy xe qua. Đấy. Nãy nhảy nhảy xuống em mình thấy cái xe này rồi. Lút thính là nghề của mình. Mình đi cái hồi dạo trước thì mình chỉ lút nhà rồi giết người rồi chạy bo thôi. Nhưng bây giờ thì mình thích đi lút thính hơn. Nhưng dở cái là nó thực sự là nó rất ít kill. Tại vì lút thính ý là thường thường người ta sợ lắm, người ta ít khi nút. À, bé này lang thang đâu đây? Úi rồi, cạn lời. Vâng, sao để ủa vâng mày đấy. Ủa, đừng có lật, đừng có lật, đừng có lật, đừng có lật. Tôi xong rồi. Ủa, cái xe thế rồi thằng kia, mày dám không chết sớm này. Cái tội không chết sớm là phải ra anh em ạ. Làm cho cái xe của mình bị lật. Ô, vẫn lên được này. Hư cấu. À, nãy thì mình thấy cục thính nó bay qua bên này. Để xem xung quanh có ai không. Bình thường thì mình hay gọi đây là cũng như là một cái khu quân sự.
Trong này rất là nhiều người. À thì bên kia chắc là ở ngoài rồi. Trong này rất là nhiều người hay nhảy xuống chỗ này, tại vì chỗ này cực kỳ là nhiều đạn. Nói chung là rào, ai bước ra đây cũng rào hết. Từ khi mà clear team ý. Rồi thính ở đằng xa, không biết là có team nào đi nhặt thính không. Bình thường thì mình đi nhặt thính có vài team nhặt thôi à. Lâu lâu lại không có ai nhặt, tại vì người ta không biết là người ta sao, người ta sợ hay gì. Nhưng gặp có phòng thì người ta chuyên nhặt thính. Tùy phòng thôi. Vâng, ở ngoài này sao không có thằng nào ra nhỉ? Chắc là khu quân sự quá rào. Cái khu đấy mắc to mà. Mình thấy thằng nào chạy ra cũng rào. Úi dồi ôi. Thơm. Được. Tuyệt vời. Ba lô ba, giáp ba các kiểu. Chất. Vâng, bạn bè của mình thì chết mất một thằng rồi. Còn đúng hai thằng. Thằng chết thì nó thoát luôn. Mãi nồi. Thoát thì phải ngồi lại xem anh em sống như thế nào chứ. Bây giờ mình nên đi đâu ra? Cho mình sẽ cam cái bọn là trong khu này ra. Đấy. Cú này thì nó lút đồ cũng ngập mồm rồi. Mấy cái thính có rơi xung quanh thì nó cũng thế thôi. Không thể lôi kéo được bọn nó đi ra và nhặt. Để mình sẽ đậu xe ở ngoài cái cửa ra để lượt tìm. Không biết có thằng nào xung quanh đây không. Viết nốt rồi ra cam. Đấy. Rồi. Xe spawn. Các bạn cùng đợi xem mình sẽ giết được thằng nào không. Vâng, thính lại được thả. Nhưng thôi mình không thèm. Thính từ bọn trong này chạy ra nó mới phê anh em ạ. Đấy. Anh em thấy chưa. Nhìn vách đồi. Công nhận mồi câu nhanh quá. Vâng, một anh đã chạy ra. Ủa, vứt súng chạy luôn. Này thì chạy như đúng rồi này. Xe của bố mày đấy. Đừng đùa. Thằng nữa đâu. Mày chạy đâu con lợn này. Đấy, nằm xuống lút. Ủa, đạn này nhiều vãi nồi. Máu các kiểu. Anh em thấy giàu không ạ? Kinh. Không thể nhặt được nữa. Để mình vứt bớt. Ủa, 500 viên. Nhiều thế, vứt bớt thôi. Rồi mình sẽ vứt bớt để nhặt những cái thứ khác. Đạn nhiều làm gì. À trên này, trời bố mày nhiều đạn lắm. Còn lợn này. Bình tĩnh. Bình tĩnh xem nào. Rồi knock out. Hay quá, mới knock out thôi. Còn bạn nó. Để mình loot. À bơm máu đã. Vâng, thằng này chắc cũng rào. Vâng, đạn của mình lên tận hơn 400 viên rồi. Thực sự là quá nhiều. Quá nhiều cho một cuộc tình. Cái này sấy xe phê này. Mà xe nó cũng dễ nổ lắm. Các bạn chỉ cần sấy 30 viên là nó cũng gần nổ rồi à. Thằng này không di chuyển này. Chứng tỏ là bạn nó rất là xa. Không di chuyển này. Con lợn này. Vâng, máu me rất là nhiều. Đạn dược các kiểu. Nhặt không hết. Mình có nên vứt bớt đạn để nhặt thêm không ta. Vâng, như này chắc cũng đủ rồi. Mắc rào rồi. Không cần gì nhiều. Vâng, quá rào. Các bạn thấy mình trận nào mình cũng rào anh em ạ. Dã man. Cách để làm rào không khó. Cái khó là không biết cách để làm rào thôi. Đi rồi, chúng ta sẽ cùng đi tiếp. What the hell? Hết xăng. Trời ạ. À. Vâng, chúng ta sẽ đi lút xăng. Nãy đầu trận mình quên nhở. Đầu trận hình như mình có thấy xăng nhưng mình không nhặt. À, xe bốc cháy rồi. Đứng lại. Đứng lại, bố mày bảo xem nào. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả con lợn này? Xe gần nổ rồi các bạn ạ. Chỉ cần nhảy xuống và sớm sớm một tí và sấy tầm một băng. Một băng có khi lại nổ. Này thì đâm không biết là có nổ không biết. Rồi, úi dồi. Hay lắm, lừa tình. Được, được. Lái hay đấy. Tao lại sợ mày quá cơ. Rồi. À, vẫn chạy được này. Ô, bị đâm như thế vẫn chạy được. Nhây nhở. Vâng, chạy đâu cũng chết thôi bạn này. Đường nào cũng là đường chết. What the hell. Đây lại có xe nữa này. Ủa ôi, một mảng người.
Kinh thế. Này thì ui rồi, bọn này nó đánh lạng lách đánh võng kinh quá. Công Phượng kinh, không phải cán chết nó mới được. Này cút ra cho bố mày cán đằng kia coi. Ôi nó bắn kinh thế, nó sấy hình như là có vài viên thôi mà xe mình bốc khói luôn ạ. Dã man, thằng kia nó xe gần nổ rồi vẫn chạy. Ghê, chạy cối của năm. Nó không biết thằng kia rồi, mình phải xuống thôi, tại vì xe bốc khói rồi thì nó dễ nổ lắm. Tốt nhất là không nên ngồi trên xe. Mình thì bữa trước mình stream ấy, mình chạy cối mình ngồi trên xe. Thế là nổ sấp mặt lờ ra. À đây này. Úi dồi ôi. Rồi, ok. Tiếc thế nhỏ, để nó bắn chết một thằng rồi, còn một thằng. Mình lao ra sớm một tí là mình liếm được cả hai rồi, tiếc thế. Rồi, thấy rồi. Thấy một thằng ngay trước mặt rồi. Để xem xung quanh còn ai không. Phải bo à, chứ nhầm, phải uống nước các kiểu, bơm phun cái vịt ở trên để cho nó bơm máu dần dần. Mình sẽ bò vào bo đấy, bắt đầu ngồi lên chạy này. Kinh, một thằng này, hai thằng. Ok, mình sẽ không bắn vội, từ từ thôi, bình tĩnh. Tại vì mình đang ở giữa đồng nên không có cái vật cản ấy. Nếu mà lộ vị trí thì dễ sốc màn lắm. Tốt nhất thì cứ để chúng nó giã nhau rồi mình sẽ cãi hàng của nó. Ấy chứ nhầm, mình sẽ ăn luôn nó. Nó sẽ đi đâu? Bạn sẽ đi đâu ai? Ủa ôi, rồi một thằng nhảy xuống, kinh. Rồi knock out, tuyệt vời. Cái xe gần nổ, bọn này vẫn chạy cối đi, nồi, khó hiểu. Chạy cối như mình lúc đầu ấy. Rồi bò, rồi bò. Ok con gì, tuyệt vời. Quá tuyệt vời.